Kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ hôm nay đã trở lại nha chú anh chị. Hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm 2295 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha chú anh chị. Nhà mình thì nhà đồng sở hữu. Nhà có diện tích là ngang 3, dài cho 10m, nhà một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Nhà mình có ban công trước, ban công sau nha cô chú anh chị. Chủ nhà muốn bán giá là 1.870, 1.870 thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì mình vô đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ như chú chị. Nhà mình là hẻm xe 16 chỗ luôn. Đây, hẻm trước đường nhà mình, xe 16 chỗ là chạy ra vô luôn. 2295 đi vô. Khu này là khu nhà mình đây. Xe 16 chỗ vô đây luôn. Đây nhà mình đây. Sân trước khá rộng rãi luôn. Đó là chung cư Sài Gòn mới nha quý chú anh chị. Đây, em đi cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong nhà mình. Nhà mình hướng đông nam nha chú anh chị. Nhà mình thì có hai lớp cửa, lớp ngoài lớp cửa sắt, ở trong lớp cửa kính bóng kính nha chú anh chị. Mua bán chủ nhà tặng sofa đồ hết luôn nha cô chú anh chị. Đây là không gian phòng khách nhà mình. Nhà mình sửa lại cũng khá đẹp nha cô chú anh chị. Chủ nhà trang bị sẵn rèm cửa cho mình hết rồi. Ngang 3, dài cho 10m. Nhà một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Nhà mình có ban công trước, ban công sau. Chủ nhà bán giá là 1.870 thương lượng chính chủ cho anh chị. À, chỗ này rất rộng nè. Đây thì lớp đá hoa cương có sẵn luôn. Lớp đá hoa cương sẵn cho mình. Trên đây là tủ kệ bếp. Ok, không gian bếp nhà mình. Đây, đưa cô chú anh chị ra sau để mình xem sau nhà mình. Ở sau nhà mình thì cuối nhà mình thì có cái ban công đây nha chú anh chị. Đó, ban công này để mình giặt đồ, mình phơi đồ ngoài này nha chú anh chị. Ban công khá rộng rãi luôn, mình có cửa đây luôn. Đây thì cái nhà vệ sinh của dưới tầng trệt nhà mình. Đây là nhà mình đây. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm 2295 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình có diện tích là ngang 3, dài cho 10m. Nhà một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 1.870, 1.870 thương lượng chính chủ. Nhà mình thì thiết kế có ban công trước, ban công sau nha chú anh chị. Đó. Cô chú anh chị nào mà muốn về mở tiệm nail hay tập hóa vẫn ok nha chú anh chị. Cái này là mình mặt tiền là hẻm 16m luôn nha cô chú anh chị. Xe là xe 16 chỗ cho tới luôn. Em đưa cô chú anh chị lên lầu 1 để mình xem trên lầu 1 nhà mình. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà có liên hệ qua cho Phương số điện thoại là 0913 78 1712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua mình xem nhà nha cô chú anh chị. Đây là không gian một lầu 1 nhà mình nè. Lầu 1 nhà mình phòng sau thì nhà vệ sinh nó nằm trong phòng luôn nha cô chú anh chị. Nhà vệ sinh nằm trong phòng luôn. Có phòng sau có lầu 1. Đây là nhà vệ sinh phòng sau lầu 1 nhà mình nha quý anh chị. Đây là cái nhà vệ sinh của lầu 1 nhà mình. Nằm trong phòng luôn. Ở sau nhà mình thì còn cái cửa sổ chỗ này nha cô chú anh chị. Ở đây là nó thoáng. Em đi cô chú anh chị lên xem phòng trước nhà mình. Nhà mình hướng đông nam nha chú anh chị. Đây là phòng trước nhà mình. Là hai phòng ngủ. Thì nhà mình có ban công nha chú anh chị. Này mình mua về mở tiệm tạp hóa hay là mở tiệm nail rất tốt nha cô chú anh chị. Đó. Đây nè, đó ban công trước nhà mình rèm cửa có sẵn luôn. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm 2295
Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình có diện tích là ngang 3, dài cho 10 mét, nhà một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Nhà mình có ban công trước, ban công sau nha chú chị. Nhà mình thì xe 16 chỗ tới cửa luôn. Chủ nhà muốn bán cái giá là 1 tỷ 870, thương lượng chính chủ. Nhà mình đồng sở hữu cho cô chú anh chị, mua bán ký công chứng ủy quyền, giao sổ cho cô chú anh chị luôn. À, nhà mình là sổ hồng riêng, đồng sở hữu mỗi nhà mỗi sổ. Em xe 16 chỗ và đậu trước cửa nhà cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào về mở công ty cũng được luôn nha cô chú anh chị. À, cô chú anh chị nào xem kênh thì chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản của nhà 7 chính chủ nha. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha.